Wow, xin chào các bạn. Đặt xanh tôm nhà mình lên đây rồi, rang với mỡ để đây và đi nhặt trứng gà với nhà quyên thôi. Đây đã đi về nhà. Gió rất mát. Mình đi làm ca lúc 6 giờ và về 2 giờ chiều. Nên là buổi chiều đi nhặt trứng gà thoải mái luôn. Đấy, nhìn thấy cái cây hoa dạ Minh Châu nhà quyên nở đẹp không? Ý, siêu hoa luôn nha, quá đẹp luôn mà rất là thơm nhá. Đây là cây thiên mộc lan này, mấy hôm nọ thì mưa axit thì sao ấy, thế là nó bị rụng hết những bông ấy, xong nay lại ra bông mới. Chào các bạn hồng nha. Đấy, bạn hồng, bông này to chưa? Yee, chiêu đẹp luôn. Xin chào bạn Tây. Bạn mèo đi đâu đây? Đây, mẹ đi nhặt được trứng ở trong đây rồi này. Xuống kia. Mẹ đã trèo lên trên chỗ một con gà đi đẻ đấy. Đi vào chuồng như tiếp rồi. Không nhìn thấy gì. Ôi, các bạn gà. Chú nó thấy mình đi vào đây hôm nay nó ăn no hay là nó đi theo ra chỗ khác luôn. Hôm nay các bạn cá được ăn no cỏ luôn. Mắc mất cái dép vào cái rễ cây. Hai con đường quen thuộc ra nhặt trứng gà nhà Quyên nè. Xem các bạn gà hôm nay đẻ được bao nhiêu quả trứng nào. Mà chờ lâu quá đi đổ đi lấy xe xỉ. À, chúng nó bên này thì chúng nó bới nó nhiều ra. Thu hoạch từ giờ khá khá rồi đấy. Thì xem nó lại bà nhặt bên chuồng bên kia được bao nhiêu quả. 2 4 6 8 10 12 13 quả. Chi 15 quả. Để cẩn thận nó vỡ. 17 quả. Ôi, hôm nay nhà Quyên được hẳn 19 quả trứng gà các bạn ạ. Các bạn mà chưa đếm thì anh nhớ đếm xem là nhà Quyên hôm nay được bao nhiêu quả trứng nhá. Các bạn ấy để ra ngoài. Hôm nay không chui xuống dưới rồi. Đấy, tổng được 19 quả trứng gà nhá. Đợt này thu hoạch gà đều đều rồi nên là mọi người không cần phải chờ mới có trứng ăn. Thừa trứng ăn rồi. Tiên tiền. Xin chào. Xin chào các bạn gà. Úi, úi. Cảm ơn các bạn gà nhá. Nhưng mà các bạn gà thấy dơ rổ, các bạn gà chạy rẽ đất rẽ cát. Mọi người chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh cho Quyên và nhớ nhấn nút nhận thông báo để được xem video mới nhất từ nhà Lệ Quyên nha. Cuộc sống hàng ngày của công nhân là đi làm về sớm và nhặt trứng gà này các bạn ơi. Cảm ơn các bạn gà để trứng ngày hôm nay nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video của Quyên sau. Bye bye.